làm gì là nó đều có tác dụng hết. Thứ nhất cái đúng là căng thì không căng thì nó sẽ không làm được gì đó, đúng không? Yếu hơi thở mình nó như này, hơi thở mình nó không có thoải mái cho mình hít vài này, hơi thở nó thoải mái hơn, nó sức lực hơn. Rồi bài một lại nè, thứ này nha, chúng ta tập trung một câu để chúng ta làm việc những công thức đấy, để chỗ đó là áp dụng công thức nào và cùng nhau số đếm lên. Làm việc theo miệng, chứ là chân làm việc theo miệng. Chắc 3 chục 1 2 3 ngang 2 2 3 chục 3 2 3 xoay 4 2 3 chục 5 2 vào hung lên 6 2 ngang vai ra, ok 1 2 3 quẹo 2 2 3 lùi 3 quẹo 4 2 3 lùi 5 2 3 quẹo 6 2 trễ chân lại 7 2 3 nâng. Câu 8 làm gì với trời của hướng này thôi, nhớ câu 8 nha. Sau này ra ngoài đi chơi ấy, mà họ siêu đẩy mạnh đi tăng tốc thì nó mình sẽ hiểu câu 8, hiểu động tác đó, còn không phải lúc nào tập đến mình đi đâu, nó gọi là phản xạ đó, nó từng tập qua đó. Hoặc là người ta đi không đủ 8 lần 4 lần kia, ta động tác ta làm luôn động tác nào đó, động tác dở dở kia thì cũng được luôn. Đi câu 2, câu 3 cho ta luôn rồi, không cần phải đi đủ, mình đi đủ cho nó sinh động, cho nó ngay ngắn, cho nó đủ, đúng không? Có nhiều hướng này cũng được, hướng kia cũng được, hướng nào được. Rồi tiếp theo là 823, không có vội nha, 82 bước dài đó. Chị chuẩn bị là cái động tác động tác chân mà chị đang rất là nhoi nhoi mà chị bị vội rồi, ok đang nhắc thêm thôi chứ là mình sử dụng đứng luôn. Rồi đứng này là 9, rồi 23 nào, 2 ấy mặt ra, ấy mặt là 9, rồi 3 chụm lại. Chạy 3 trên đường về và trộn lại vào cái nhịp trộn chúng ta, hai cái nhịp nó gần giống nhau, nó nhanh mà. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đó, đừng có nhanh quá, cái này trước chân và chúng ta toàn tâm toàn ý, cơ thể nó tròn ra ngoài, nó xoay chúng ta nghỉ hết gì tại chỗ. Nhiệm vụ chúng ta là bước ra là hiểu bài, nhưng để chúng ta nghe nhạc và cảm âm chỗ đó là thực sự nó là cắt điểm cao hơn. Thường chúng ta hay bước đại ra, bước đại vô, đầu kẻ đó. Rồi, ok, xoay 10, 2, 3, nghỉ. Đó, đây là chúng ta giữ lại cái này. Rồi, chúng ta như này, tay này. Và cái tay này là chúng ta bị cầm lên quá. Rồi, cái người nam cũng cầm lên cái này. Khi mình cầm lên, người nam nắm chặt là hiểu, không có hiểu người nam ấy, dẫn đâu. Đi nhẹ này, nháy nhẹ cái là mình sẽ hiểu A, họ cho tay vô mà xoay vô thì mặt quay vào trong chứ không được quay ra hướng hai hướng nữa, 180 độ mà. Thì người nam họ sẽ đối diện với mình, họ đâu đứng mình đứng đây đâu mà mình xoay lung tung. Rồi 11 nhé, 11 ạ, 11, 2 đối diện vào đây, đối diện vào đây, đấy, không có chuyện quay hướng kia nữa, đối diện vào đây. Đó, đối diện đây thì đi lên, hết bài, 12, 2, hết bài, được chưa? Bây giờ lại là đi nối bài 1 tiếp là 1, 2, 3 để sang ngang vào bài 1. Tức là chỉ trong quá trình ta đang trao đổi nói chuyện hay đang giao tiếp thì nó hay là bị sai ấy, ta đề ba lại thôi. Còn các bài với nhau mà không đề ba lại nữa mà chúng ta tịnh tiến tới lui của ba bước trung gian, tại sao cần học căn bản như vậy? Căn bản tới lui nha, chưa vào bài ấy. Thì thật sự đang hướng này mình không có quay nữa, mình làm đi tiếp này. Và bãi đồng nói chuyện thì có thể là những hiện sáng và những vấn đề bao lại được. Còn đang có cái chớn á, là vô số rồi thì đồn hàng thì nó quái lại, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta ngưng lại hết xăng này, để lên cái tên lên đề ba lại này, nó máy lại này. Còn đang thì mình cao tốc, rồi tự dưng mà khoan khoan, tôi vô số lại, tôi nổ máy lại, mất công, đúng không? Thế là có cái đà nó chúng ta đi luôn. Rồi mà hồi chúng ta bám lại này, chúng ta thấy là đề ba lại nha. Bây giờ đi luôn đâu được, đúng không? 2 và 3 chụp 1 2 3 ngang 2 2 3 3 2 3 xoay 4 2 1 5 2 vào khung thì ngay rồi, chẳng hả, chưa bước mà
Trước chưa vào khuôn mới lo bước này. Đấy, cái sửa là kế tiếp nữa, hàng đầu nữa là chính là cái chân. Bình tĩnh là cái chân. Em nó nói rồi, thà trễ hơn mọi thứ, tăng tốc hơn dễ. Giảm tốc khó lắm, thế người vừa giảm tốc cái chân thì được khó. Rồi đi lên 6 hết bài. 6, 2, 3, chụp. Rồi 1, 2, 3, quẹt. 2, 2, làm trễ hay đi. 3, 2, làm trễ. 4, 2, làm trễ. 5, 2, 3, chụp. 6, 2, 3, chụp. 7, 2, 3, rồi 7 đến 8 không? 8, 2, có. Ở đó, rất chắc chắn không? Rất tốt đấy. Đang làm theo mà chắc đấy. Đó là làm hết mình, đúng không? Không làm đứng nghỉ mà làm hết mình này. 9, rồi 2, uống hết cỡ luôn. Rồi 3, chụp. Rồi 10 này. 10, 2, 3, nghỉ tại chỗ. Rồi rộng thì đếm thì đứng đi. 11, 2, 3, chụp. Chụp là đối diện, chụp là hết bài rồi. Chụp đi lên. 12, 2, hết bài. Được chưa? Rồi nhạc rồi chưa? Nhưng nhớ vô nhạc ấy, là phải trễ để cảm nhận và nghe nhạc. Còn rồi vừa rồi đi nhiều ấy, kìm hãm chỉ độ nhanh. Rồi chỉnh cái chỗ này thì phải như thế nào. Nhắc ra từng đoạn để cho mình thấy. Ồ, tại sao đi nhanh mình không biết cái đó. Rồi từ đầu nhá. 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 xoay 4 2 3 xoay 5 2 vào khung tay 6 2 3 2 1 2 3 quẹo 2 2 3 lùi 3 2 3 quẹo 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 bước khởi điểm 8 2 tê 9 2 à, không có cứng vai nó xuống nhiều ra hiểu không, không rõ ràng đó nha. 2 3 chụp đây đấy này đây nha, cứng này đó nha. Khi nào nha, đúng rồi nè. 8 2 bước dài này, nó lỏng này chưa. Rồi đứng đây này, đúng rồi, 9 rồi 2 nè, đó thấy 4 không, thấy đè không đó, thấy chưa. Rồi 3 chụp 10 2 nghỉ 11 2 vào khung đó, đấy đó đấy, đúng rồi đấy. Con đang đi bóng nhiều lần không đi được nè. Xoay 2 3 nghỉ, về 2 3 lên, xoay 2 3 nghỉ, về 2 3 đây đây đối diện đấy mà, đây cái lúc đầu ta tăng hướng này đúng không, đây lúc đầu tăng hướng này đúng không, mọi người chúng ta căn cứ vào hướng xoay ra, xoay ra, xoay 2 cộng mặt thế này đúng không, nghe mặt thế này nha, xoay xong mặt hướng này. Rồi động nào, động 2, 4, chụp. Rồi 2, 3, rồi 2, hướng này lên luôn 12, 2, hết bài. Đúng rồi. Cứ làm việc theo số đếm nha. Chết 3 chụp 1 2 3 chụp 2 2 3 chụp 3 2 3 xoay 4 2 3 chụp 5 2 vào hôn tay 6 2 3 chụp 7 2 quẹo luôn 2 2 3 lùi 3 2 3 quẹt 4 2 3 lùi 5 2 3 quẹt 6 2 3 lùi 7
7 2 3 câu 8, 8 2 bước dài nghỉ, 9 bánh vai về luôn, về luôn, nhanh luôn về luôn cô nói nha, nhanh luôn về luôn, vậy chú tâm không tâm chú đi hòa nha. Tám hai bước dài nghỉ, 9 2 2 3 2 bước dài, 8 9 đâu nghỉ lên chỗ nha. 8 2 bước nghỉ này, 3 không nghỉ lên chỗ nữa. Rồi vững này là 9 đến nghe vẫn cứng này, chưa thì đã quay là việc của nam nữa, không có tự quay được, mình chỉ làm theo cái quay thôi. Rồi hai là chúng ta xoay này, xoay đánh mặt ra đi, lo đánh mặt ra đi. Rồi ok, rồi cứng cái chân trái lại, xoay trở về, trụ luôn lại. Đó, thấy chưa, trụ luôn về. Rồi xoay ra, rồi xoay ra hết bài. Là từ đâu, từ đầu hay là từ 8? Rồi 8, 2, tê. Rồi 9, 2, 3, chụp nghỉ, quay 2, 3, nghỉ về. Đâu, không có dọc chân hả? Không có dọc chân á, dọc chân nó có lẩn về. Rồi, quay ra có dọc chân nha. Quay 2, 3, không quấn. Này, không có lẩn theo mẫu rồi, phải đúng này. Em là thân cả người chứ không phải trong cái chân không nhé. Quay 2 3 nghỉ, về 2 3 nghỉ, quay 2 3 nghỉ, dậm 2 đâu vậy? Quay hướng này mà, quay hướng này mà. Tôi thân thân mẫu không có tốt rồi. Cái mặt quay đây, cái mặt quay đây mà. Và sao chỉ xem không xem mẫu này, xem mẫu là xem mẫu thì xem cái trên này. Cái lúc đầu cả nó nha, 12 quay ra đây, thấy chưa, cái mặt này quay đây, thấy chưa. Rồi dọn 2 cái mặt quay ở trên đây, đây đây, đang hướng này cả nó, cái hướng này bỏ đi được chưa, tính cái hướng quay ra thôi. Rồi mặt qua đây đúng không, là mặt quay hướng lại, dậm lên, rồi chụp lại qua mặt đây được chưa? Đó, đó thì quay mặt đây, qua đây rồi quay mặt đây rồi lại, dậm lên dậm, đúng rồi, qua mặt thế này, đó, được chưa? Sao không quay hướng khác nữa? Tại vì khi mình chỉ đạo cái hướng xoay thì nó không có rõ ràng, tức là xoay ra hướng nào, mặt hướng nào, quay hướng ngược lại, như thế hiểu? Giờ bạn thấy này đúng không? Xoay như thế này, xoay ra ngoài thì là hướng của cái hướng không phải hướng này đâu, không phải hướng ban đầu, là cái hướng mà tôi được bước ra đó, hướng nào bước ra phải xoay 2 3 ra đây, được chưa? Thì cái mặt phải quay ra ngoài, đặt nào, dậm 2 lùi chụp ra hướng này, được chưa? Là thử xoay quay hướng này, thì cái mặt quay đây lát quay hướng ngược lại của chiếc đường thẳng này. Để xem đấy này, xoay là quay này thôi, thấy là quay quay hai đấy này, thì có phải quay mặt đây không? Mặt sẽ quay hướng ngược lại, 11 2 3 hướng ngược lại.